Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình xin trình bày một cái chủ đề về ống tưới nho giọt. Ống tưới nho giọt dành cho củ hoài sơn, còn gọi là củ mài. Thì ở đây một khách hàng là đặt mình là lên cái chi phí cho một hectare củ mài ha. Cái củ mài này anh trồng với lại cái luống là như này, mỗi luống cách nhau là 2 m và dài 100 m, thì bề ngang là 100 m. 100 m thì nó sẽ có tương đương với lại là 50 luống ha. Mình bị bệnh cho nên mình ho mít à. 50 luống như vậy ha. Đây là dài 100 m luôn. Chiều này cũng 100 m luôn ha. Này. Như vậy là nó có 50 luống. Như này. Hai ha. Hai xong rồi thì 4. Bốn xong rồi thì sẽ là 8. Tám xong rồi thì sẽ là 16. Mười sáu, 24. Hai mươi bốn, 24 luôn ha. Sẽ là 50 luôn. Và các bạn tưởng tượng như đây là 50 luôn ha. Thì mình sẽ chọn cái ống là ống đây, ống này, ống này ha. Mình chọn cái ống này 1.400 một mét, và chiều dài của nó sẽ là giỏ hàng mình nhiều quá, mình xóa bớt đi. Chiều dài của nó là ở đây 100 m mà nhân 50 luống là sẽ là 5.000 m nha. 1 2 3 4 5.000 m. Bảy triệu nha các bạn. Mình phải có một cái đường ống PVC, nó sẽ dọc theo đây. Mình quyết định là mình sẽ cho cung cấp ở đây và ở đây cho nước nó đều ha. À, mình lấy bên này đi cho nó thuận chiều. Sẽ xích qua bên này ha. Rồi, mình xích qua bên này xong rồi thì mình sẽ bỏ cái trạm trung tâm vô đây nha các bạn. Trạm trung tâm của mình sẽ là cái trạm này.
Mình lấy cái trạm của iShop đi, trạm này. Đấu nối vào đây ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ thống kê thêm cái phần này là hết bao nhiêu tiền. Máy bơm thì mặc định là có đi. Cái phần này là cái lưu lượng kế. Lưu lượng kế. Bây giờ cái này là mình sẽ chọn cái 40 khối nha các bạn. Một cái lưu lượng kế, sau đó mình chọn một cái bầu chấm phân ha. Chấm phân rồi. Đây, mình đặt một cái này. Cái bầu này mình làm lại rồi nha. Không phải là như này đâu, mình làm có gia cố sắt rồi. Rồi tiếp tục là mình làm đây tới van xả khí gì, cái này là mình sẽ cho vào trong cái phần phụ kiện, nó khoảng tầm 1 triệu, 1,5 triệu gì đấy thì tùy theo ha. Đây này van cọ rồi, mình chỉ thống kê những cái mà nó không có thuộc PVC thôi. Nó là hai cái đồng hồ với hai cái hai cái đồng hồ. Đây. Lọc ha, hai cái lọc. Lọc ở đây thì nếu mà 1 hét thì mình chọn là lọc y đại ha. Giá nó cũng tương đối, mua 2 cái cho nó giống cái sơ đồ. Rồi, hai cái đồng hồ. Như vậy là cái phần dây nhỏ giọt là mất 7 triệu cộng với lại cái này. Bây giờ là cái không biết là mình đã bỏ vào cái đây là cái phần PVC màu đỏ ha. Nó khoảng PVC 60. Nó khoảng 250 mét. Rồi, PVC xong rồi thì sẽ thêm cái phần khởi thủy ha. Khởi thủy hoặc là van khởi thủy ha. Bây giờ mình chọn cái loại mắc tiền đi. Rồi khởi thủy nhỏ giọt dạng vặn đi. Đây nó có sẵn đây này, đây khởi thủy là mình lấy cái này luôn. Ở đây số lượng khởi thủy ở đây là bên này 50 cái, bên này 50 cái là tổng thể là 200 cái nha các bạn. Hai trăm cái. Rồi tiếp tục là mình cái
cái khởi thủy này nó chưa có cao su. Cao su khởi thủy. Loại T ha. Cũng 200 cái luôn. Rồi nối nhỏ giọt để phòng trừ trường hợp đứt dây. Nối nhỏ giọt dạng vặn 200 cái. Rồi tiếp tục là cái phần cuối này thì nó phải bịt lại, thì ở đây là nó có à, mình cắt cái phần này. Ồ, cái này khỏi cắt luôn ha, mình cho vô đây luôn. Thì mình nối đầu này có 50 cái, đầu này 50 cái là cái gọi là cái bit cuối đó ha, chặn cuối thôi coi. Không biết là mình lưu với lại cái tên gì. Đây bit cuối ống nhỏ giọt là cái dạng này, mình lấy cái dạng này ha cho nó bền, to hơn bền hơn là 200 cái. Như vậy là tiền ống nhỏ giọt thì chỉ có 7 triệu thôi, nhưng mà còn lại các thứ khác thì nó sẽ là chi phí nó lên khoảng 18 triệu cho hệ thống tưới củ mài 1 hecta nha, củ Hoài Sơn đấy. Thì các bạn mà muốn biết là củ Hoài Sơn là như thế nào á thì các bạn có thể search ở đây. Đây. Thì mình sẽ đây. Nó sẽ là trồng theo luống. À, nó giống như khoai vạc vậy đó. Đó như vậy ha các bạn. Thì mình xin kết thúc cái video ở đây. Rất mong nhận được nhiều cái sự phản hồi từ YouTube của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.